Đây Tuyên đang cũng dùng loa kéo. Loa kéo và đây cũng bộ rèn của loa Bose nằm. Và hôm nay thì anh Tuyên sẽ thay thế bộ rèn mới loa Zika cung cấp cho anh. Vâng, hôm nay em Thụy xin mến chào toàn thể các bác và anh em. Và hôm nay xin mời các bác và anh em sẽ đồng hành cùng anh em Zika anh em để đi khám phá bộ rèn karaoke của anh Tuyên ở đại thôn Đại Tiến, Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương. Và xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ vào tư re của anh Tuyên và khám phá bộ rèn ngày hôm nay. Đây là tư re căn nhà và như là một biệt thự của anh Tuyên. Và sau đây xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ tiến vào phòng khách để chúng ta khám phá bộ rèn ngày hôm nay. Trước nhà là một cây hoa giấy lở rực rỡ rất đẹp. Và căn nhà thì như một quán bar. Ở đây là không gian của nhà anh Tuyên và chúng em sẽ lắp đặt và setup cấu hình của anh Tuyên ngày hôm nay. Vâng, đây là anh Tuyên, chủ nhân của bộ rèn ngày hôm nay. Xin mời ạ. Căn nhà đẹp quá nhỉ. Đây anh Tuyên đang cũng dùng loa kéo. Kéo và đây cũng bộ rèn của loa Bose nằm. Và hôm nay thì anh Tuyên sẽ thay thế bộ rèn mới loa Zika cung cấp cho anh. Anh Tuyên đã biết đến Zika cho em lâu chưa anh? Ủa, 25 rồi ạ. Vâng. Sau 2 năm theo dõi Zika thì ngày hôm nay anh đã chốt bên Zika và đến lắp đặt cho anh bộ rèn. Dạ vâng. Và xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ chờ trong giây phút thì anh em kỹ thuật Zika chúng em sẽ lắp đặt và setup. Sau đó mời các bác chúng ta thưởng thức chất nhạc phát ra từ bộ rèn. Tiếng mưa buồn tanh thiếu bước chân. Hiện tại thì kỹ thuật Zika chúng em đang lắp đặt và setup xong bộ rèn của anh Tuyên. Xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ thưởng thức chất nhạc của rèn loa ngày hôm nay. Rèn loa của anh Tuyên ngày hôm nay gồm có cặp loa VA12 bản vàng gold và súp S1200 linh hồn của bộ rèn ngày hôm nay đó là X7 đèn vang X23 Pro DSC và mic không dây VK321 Pro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện tại thì anh em chị kèm chúng em đã bàn giao xong cho anh Tuyên bộ rèn. Bộ rèn anh Tuyên ngày hôm nay gồm có cặp loa VE12 bản màu vân gỗ và đẩy liền vang X23 Pro EC và mic không dây VK321 Blood và súp F 1200. Và đây là hai vợ chồng anh Tuyên, chủ nhân của bộ rèn ngày nay. Anh để chia sẻ cho các anh em yêu âm thanh biết là cảm nhận của anh sau khi anh em JK đến bàn giao bộ dàn cho anh ngày hôm nay. Nghe là anh đã ưng ý chưa ạ? Anh Tuyên trước. Trước kia anh Tuyên cũng chia sẻ là đã theo dõi JK đã 2 năm rồi. Và hôm nay là cũng có duyên yêu mến JK và JK đã lắp đặt và set up cho anh bộ dàn tại nhà. Anh chia sẻ là nghe trên live stream thì tiếng nó sẽ không hay bằng thực tế. Đấy, thực tế ở gia đình nhà mình thì nghe chất lượng cái âm chất âm của nó rất là hay hơn là do live stream. Vâng, thay mặt công ty thì em cũng chân thành cảm ơn gia đình. Vâng, người vậy là chúng em đã bàn giao xong bộ rèn của anh Tuyên và em xin khép lại video ngày hôm nay. Xin mời các bác và anh em sẽ đồng hành cùng với JK trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.